tạm gác công việc gia đình, ông Nguyễn Nhân Đường, nhà ở tận xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, đã có mặt rất sớm để dự lễ thông xe cầu Yên Xuân. Không có gì vui hơn bởi ông Đường được đến và tận mắt chứng kiến cây cầu mới chạy dài, nối liền hai bên tảng ngạn sông Lam, xóa đi sự ngăn cách, những khó khăn về giao thương đối với người dân nơi đây. Thì trông mong lâu rồi chứ, có một cái cầu đường bộ để ô tô đi qua là cái chuyện đó là quá rất là vui sướng. Để làm nên kỳ tích này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền các cấp, thì chính những người công nhân này trong suốt 11 tháng liền dãi nắng, dầm mưa, bám trụ trên công trường để hoàn thành nhanh nhất những hạng mục công trình. Bởi chính họ là những người rất thấu hiểu sự trông chờ của bà con từ ngày đầu khởi công xây dựng cầu. Trong thời gian mà thực hiện cái cầu á, thì có thể tiếp xúc được với bà con của cả cái khu vực hai bên cầu thì để biết được cái tâm tư nguyện vọng và những cái mong mỏi của bà con trong thời gian rất lâu thì tôi cảm thấy rất là tự hào và sung sướng bởi vì mình đã có được một cái đóng góp nhỏ nhoi để làm đến được một niềm vui đối với nhân dân. Được khởi công xây dựng vào tháng 10 năm 2015 và chỉ sau 11 tháng triển khai xây dựng với sự nỗ lực của các đơn vị thi công, công trình cầu đường bộ Yên Xuân đã hoàn tất, vượt tiến độ 8 tháng và được đưa vào sử dụng. Cầu Yên Xuân sẽ cùng với đường tỉnh 558, quốc lộ 15A, cầu Linh Cảm và hệ thống hạ tầng sống chung với lũ của các huyện Nam Đàn, Đức Thọ trở thành mạng lưới đường bộ hoàn chỉnh và ngắn nhất nối từ Vinh đến cửa khẩu Việt-Lào. Đồng thời đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng cho cả một vùng rộng lớn. Tôi đánh giá có thể nói là cái cầu này được thông xe thì nó sẽ rút ngắn được gần 40 km cho người dân của hai bên khi đi đến các cái điểm lân cận vùng gần nhất. Nếu như không, chúng ta không nói là đi ngược lên phía cầu Nam Đàn hay là đi xuống cầu Bến Thủy để mới đi sang được hai bên của nhau, thì đấy là một cái điểm mừng nhất và đó cũng sẽ là cái động lực để phát triển kinh tế. Việc đưa cầu Yên Xuân vào khai thác, sử dụng có thể nói như một dấu mốc. Bên cạnh việc tạo ra động lực phát triển kinh tế cho cả vùng rộng lớn, thì còn góp phần đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khu vực Hưng Nguyên, Nam Đàn và Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đi lại trong mùa mưa bão, mà trước đó chưa thể làm được.